cả mọi người, em thấy anh Quốc đến. Đấy, em bị cái bệnh dị ứng và hắt xì hơi, sáng nào cũng hắt xì hơi 15 đến 20 chiếc. Thì em vào cái lớp này học của chị bạn kia rủ em đi. Thì lần đầu tiên em đến đây và em cũng mua 12 cục đá để đem về anh Quốc. Và đêm hôm qua thì chị cho vào cái lò vi sóng, tức là vào microwave đấy, để 4 phút hoặc 5 phút. Thì em cũng quấn như thầy dạy. Và đến sáng nay, từ sáng đến giờ đấy, là em không có bị hắt xì hơi. Và trước khi em đến đây là cái sáng hôm kia đấy, em hắt xì hơi là máu mồm, máu mũi nó ra hết. Thế là lúc khạc ra nó ra máu tươi luôn. Thế mà đến lúc hôm qua thì sáng nay em chườm đá, tối hôm qua thì sáng nay thì từ sáng đến bây giờ là mấy giờ em không biết, nhưng mà em chưa có hắt xì hơi lần nào. Nên là tác dụng của hai cục đá thật là đúng là diệu kỳ luôn. Nên em mới mua 12 cục để đem về cho bạn bè. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập trì liên tâm.